chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương đã nối dài danh sách đen những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại khắp các địa phương trên cả nước thời gian qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe chở khách hợp đồng loại 16 chỗ, biển kiểm soát 14B036XX đã đâm vào đuôi xe rơ móc đỗ bên đường, sau đó tông vào xe container đi ngược chiều. Qua vụ tai nạn, dư luận đặt câu hỏi, liệu tài xế rơ móc sẽ phải chịu trách nhiệm gì trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này? Theo Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe ở lòng đường, hè phố trái quy định. Hành vi đỗ xe sai quy định là vi phạm pháp luật và sẽ bị áp dụng chế tài xử lý theo Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, Điều 5 Nghị định này quy định đối với hành vi dừng, đỗ ô tô hoặc các loại phương tiện tương tự nơi có biển cấm đỗ xe hoặc cấm dừng và xe và đỗ xe, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp dừng đỗ không đúng quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt tối đa có thể lên đến 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, trường hợp đỗ xe gây tai nạn, người điều khiển phương tiện còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe hay tính mạng của người bị xâm hại, theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Đặc biệt, Điều 261 Bộ Luật Hình sự 2015 còn quy định người nào đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết người, gây thương tật cho người khác từ 61% trở lên hay gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, có thể bị xử lý về tội cản trở giao thông đường bộ. Mức phạt đối với tội danh này là phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp làm chết từ 2 người trở lên, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên hay thực hiện hành vi ở các đoạn đường đèo, dốc, cao tốc thì tùy thuộc các tình tiết định khung, mức án cao nhất có thể lên tới 10 năm tù. Trường hợp lái xe rơ móc trong vụ tai nạn giao thông tại Lạng Sơn đỗ xe sai quy định, mặc dù có thể do điều kiện khách quan xe bị hỏng dọc đường, có thể được coi là hành vi đặt chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ theo Bộ Luật Hình sự năm 2015. Để xảy ra tai nạn nghiêm trọng và cơ quan chức năng xác định việc đỗ xe trái phép là nguyên nhân dẫn tới sự việc đó, người điều khiển phương tiện có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mức án tối đa có thể lên tới 10 năm tù. Rạng sáng ngày 31 tháng 10, tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 15 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong và 10 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 10 phút tại km 70+800, quốc lộ 1A, khu vực dốc rừng cấm huyện Hữu Lũng, xe chở khách hợp đồng loại 16 chỗ, biển kiểm soát 14B036XX đâm vào đuôi xe semi rơ móc chở xi măng hỏng máy đỗ bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội, sau đó va chạm với xe container đi chiều ngược lại làn bên trái. Tại thời điểm xảy ra va chạm, xe chở khách hợp đồng có một lái xe và 15 hành khách. Hậu quả xe 16 chỗ hư hỏng nặng. Nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, lãnh đạo cùng các cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện và giải phóng hiện trường. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại hai bệnh viện huyện Chi Lăng và Hữu Lũng. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, đến 9 giờ ngày 31 tháng 10, giao thông khu vực này sẽ bình thường trở lại. Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương vào rạng sáng ngày 31 tháng 10. Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút cùng ngày, xe khách hợp đồng loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 14B036XX do tài xế QDT, 57 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 1A, xã Hỏa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, thì bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 98C016XX kéo theo rơ móc do anh NVT, 38 tuổi, trú tại Bắc Giang điều khiển, đỗ cùng chiều phía trước.
Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 77H041XX kéo theo rơ móc do tài xế Nguyễn Thành B, 27 tuổi, trú tại Bình Định điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, ban đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường dốc, cua, trời tối nên tài xế xe khách đã tông vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới. Tại hiện trường, cảnh sát xác định ô tô đầu kéo bị hỏng đã đặt vật cảnh báo cách đuôi xe 16m. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thời điểm khi xảy ra vụ tai nạn trên xe khách có 15 hành khách, cả tài xế đi lễ một đền ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về Quảng Ninh. Kết quả test nhanh cho thấy, 3 tài xế không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể. Cảnh sát Giao thông tỉnh Khánh Hòa đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giữa xe tải do Võ Ngọc Tùng, sinh năm 1993, ngụ thị xã Sông Cầu, Phú Yên, điều khiển lưu thông hướng Cam Ranh, Ninh Thuận, Nam Bắc, với xe tải do Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1991, ngụ thị trấn Thạch Phú, huyện Thạch Phú, Bến Tre, điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do ông Nguyễn Quỳnh, sinh năm 1958, trú Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, lưu thông cùng chiều phía trước, và xe đạp điện do Hồ Thị Mẳng, sinh năm 1957, trú thôn Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, điều khiển chở theo em Đặng Thái Hoàng, 12 tuổi, ngụ Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, đang chuyển hướng từ phải sang trái theo chiều lưu thông. Hậu quả, 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ, tài xế Võ Ngọc Tùng bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Cam Ranh. Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện biến dạng hoàn toàn, 2 xe tải hư hỏng nhẹ. Theo nhiều nhân chứng, hiện trường tai nạn gần trường học và nhiều hàng quán. Thời điểm sáng sớm đông người qua đường để vào trường. Nhân chứng cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, một xe tải biển số Bình Định chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận thôn Hiệp Thanh, phường Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, thì bỗng nhiên mất lái, tông vào đuôi xe tải khác chạy phía trước. Sau cú tông mạnh, chiếc xe tải tiếp tục gây tai nạn liên hoàn vào hai người đi xe đạp điện, một phụ nữ và em nhỏ chuẩn bị qua đường và một người đi xe máy cùng chiều. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yalow, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, khiến 4 người tử vong. Do vị trí xảy ra tai nạn vắng người nên chưa xác định nguyên nhân cụ thể. Thông tin ban đầu, tại đường liên xã Yalow đi xã Iaga, đoạn qua thôn Bắc Bó, Yalow, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe mô tô đi ngược chiều. Vị trí xảy ra tai nạn cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yalow khoảng 400m. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Do bị thương nặng, người được đưa đi cấp cứu cũng không qua khỏi. Các nạn nhân tử vong tại chỗ gồm Rơ Ma Tinh, 17 tuổi, Rơ Ma Tuyên, 22 tuổi và Siêu Ngư, 18 tuổi, cùng ngụ làng Tu, xã Yalow. Còn Nay Kéo, 13 tuổi, ngụ làng Tu 2, xã Iaga, tử vong sau khi đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yalow cho biết, vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, sáng 26 tháng 10, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai sẽ đến hiện trường và thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.